Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút trực tiếp của bản tin chào buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay ngày 3 tháng 8, tôi là Thanh Mai. Còn tôi là Đan Lê, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Công an Hòa Bình khởi tố vụ án hình sự, triệu tập 5 cán bộ tổ chức chấm thi trắc nghiệm để điều tra nghi vấn gian lận trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua. Bị tai nạn giao thông, bé gái bị mất chân và còn có nguy cơ mất luôn khả năng làm mẹ. Chuyện hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giáo viên đột ngột bị mất việc vì bị tuyển dụng thừa đã không còn là chuyện mới vài năm nay. Nhưng ai là người có lỗi trong chuyện này? Vì sao không một ai phải chịu trách nhiệm? Chủ nhà hàng Trung Quốc bắt nhân viên bò quanh bồn hoa đất để truyền cảm hứng. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày gần đây, câu chuyện gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua tại một số địa phương lại nóng trở lại với những diễn biến mới tại Hòa Bình. Vào chiều ngày 2 tháng 8, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố hình sự vụ án lạm dụng chức vụ trong lúc thi hành quyền hạn để điều tra về những bất thường trong quá trình chấm thi. Vâng, sau khi làm việc với 5 thành viên trong tổ chấm thi trắc nghiệm, chiều nay 3 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình cho biết đã phát hiện có nghi vấn ở khâu chấm thi trắc nghiệm vì phần chấm thi ở máy tính không logic. 5 cán bộ tổ chức chấm thi đã được mời lên làm việc. 3 trong 5 thành viên của tổ chấm thi trắc nghiệm gồm ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng, và ông Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Bà Hòa Bình. Lãnh đạo Sở Hòa Bình từ chối cung cấp danh tính của 2 cán bộ còn lại. Đến chiều nay, công an đã khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ gồm Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, nghi vấn điểm thi bất thường ở tỉnh này được đặt ra khi số thí sinh đạt điểm toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% của cả nước. Trong khi với đề thi toán năm 2017 được đánh giá là dễ hơn rất nhiều, thì cả tỉnh này chỉ có khoảng 100 em đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% của cả nước. Như vậy là sau Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình tiếp tục được điền vào danh sách đen về nghi vấn gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Tuy nhiên, trả lời báo chí sáng nay 3 tháng 8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định sai phạm ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí còn có phần tinh vi hơn ở Hà Giang và Sơn La. Theo ông Mai Văn Trinh, gian lận điểm thi ở Hòa Bình được thực hiện có ý đồ và tổ chức, làm vô hiệu hóa quy trình vốn rất nghiêm ngặt của một kỳ thi quy mô quốc gia. Dù chưa thông tin chính thức từ Bộ Công an, song ông nhận định sai phạm ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí có phần tinh vi hơn. Trước đó, tổ chức chấm thi chấm trên bài thi, bài thế nào thì khi chấm phản ánh như vậy nên không thể phát hiện ra sai phạm. Tuy nhiên, qua việc rà soát, tổ chấm thi thẩm định nghi ngờ có dấu hiệu can thiệp vào bài thi trong quá trình chấm thi. Vì vậy, ngày 24 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo có công văn gửi Bộ Công an làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, gian lận thi cử là chuyện xảy ra ở khắp mọi nơi, ở cả những nước nổi tiếng và có sự nghiêm túc như Nhật Bản. Ngày hôm nay, dư luận Nhật Bản chấn động với cáo buộc Đại học Y Tokyo suốt nhiều năm đã cố ý sửa điểm thi đầu vào của các thí sinh nữ, mục đích là nhằm hạn chế bớt số lượng sinh viên nữ trúng tuyển vào trường của mình. Vụ bê bối này đã bị phát hiện trong lúc công tố viên đang điều tra vụ bê bối trường này nhận con trai một quan chức ngành giáo dục vào học dù không đủ điều kiện. Theo báo chí Nhật Bản, trường đại học này đã bắt đầu giảm điểm số đầu vào của các nữ sinh từ năm 2011 nhằm khống chế số sinh viên nữ chỉ chiếm khoảng 30%. Sau khi năm 2010 có quá nhiều nữ sinh trúng tuyển, chiếm đến 40% trong tổng số tân sinh viên năm đó. Một nguồn tin khác cho hay, sự điều chỉnh này một phần cũng vì phụ nữ có khuynh hướng bỏ việc sau khi trở thành bác sĩ, cụ thể là lúc họ lập gia đình và có con cái. Các bác sĩ nam được cho là chịu được áp lực thời gian và cường độ làm việc trong nghề cao hơn. Tokyo Medical.
Cho đến lúc này thì đại diện của trường cho biết không hề biết gì về thông tin mà báo chí đăng tải, nhưng tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Được biết tỷ lệ sinh của Nhật Bản duy trì ở mức thấp và tốc độ già hóa ngày càng tăng, khiến nhiều nơi làm việc bao gồm bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu nhân lực. Nhiều nữ bác sĩ đã phải hy sinh công việc để làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Vâng, và để thúc đẩy tỷ lệ sinh thì cũng như giảm bớt cái áp lực cho người lao động, chính phủ Nhật Bản đang đưa ra kế hoạch có tên là thứ hai tươi sáng, cho phép nghỉ làm vào một buổi sáng thứ hai trong tháng và chỉ phải đến cơ quan làm việc sau bữa trưa. Năm ngoái thì Nhật Bản đã ban hành chính sách thứ sáu thông thả, quy định rõ các công ty thì sẽ phải cho phép nhân viên về sớm vào ngày thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng để họ có nhiều thời gian cho gia đình và cho bạn bè. Các kế hoạch này thì được cho là sẽ giúp giảm tình trạng làm việc đến chết của người lao động, đồng thời tạo cho các cặp đôi thì có thời gian gần gũi, thân mật và có thể giúp tăng tỷ lệ sinh tại đất nước này. Thưa quý vị và các bạn, một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi, sinh hoạt tình dục bình thường, không có biện pháp tránh thai mà 6 tháng vẫn chưa có em bé thì có thể coi là bị hiếm muộn. Theo nghiên cứu mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam, hiện có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, chiếm tỷ lệ là 7,7% số cặp vợ chồng. Vâng, và có thể nói là trong số các ca vô sinh thì nguyên nhân do người chồng thường nhiều hơn là do vợ. Và đáng lo ngại hơn là các đánh giá mới đây thì cho thấy tình trạng vô sinh ở nam giới đang ngày càng gia tăng, mà ngày càng nhiều đàn ông Việt Nam thì không có tinh trùng hoặc là chất lượng tinh trùng có nhưng mà quá yếu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ số tinh trùng trung bình của đàn ông năm 1999 là 20 triệu con trên 1 ml, nhưng đến năm 2010, chỉ số này giảm chỉ còn 15 triệu con trên 1 ml. Trong khi đó, ở Việt Nam, theo Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện, gần 50% số cặp vô sinh là do tinh trùng của các ông chồng có vấn đề. Trong đó, các trường hợp không có tinh trùng tắc nghẽn hoặc tinh trùng yếu bất thường về số lượng, độ di động, hình thái cũng ngày một nhiều hơn. Về nguyên nhân, theo các bác sĩ cho rằng do đàn ông ngày nay có chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc không hợp lý như uống rượu, hút thuốc hay bị stress, ngồi nhiều, ít vận động, sinh hoạt tình dục không an toàn. Vô sinh do không có tinh trùng chiếm tỷ lệ từ 10 đến 15% các trường hợp vô sinh nam. Với các tiến bộ hiện nay của y học ở Việt Nam, trong chẩn đoán và điều trị, khoảng 70% nam giới không có tinh trùng vẫn có thể có con của chính mình. Nhóm còn lại có thể phải xin tinh trùng để điều trị. Và trên thực tế thì có rất nhiều người do mải mê về công việc bỏ lỡ cơ hội làm cha làm mẹ. Về mặt sinh học thì số lượng lẫn chất lượng tinh trùng và trứng thì sẽ giảm mạnh theo từng độ tuổi. Và tinh trùng của người đàn ông thì có thể suy giảm rất nhanh qua từng năm. Và đối với phụ nữ thì số nang noãn của buồng trứng giảm sâu ở phụ nữ trên 35 tuổi, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể. Và một vài năm trở lại đây thì đã có những người đàn ông phải lưu trữ tinh trùng vì lo sợ tình trạng kết hôn muộn có thể ảnh hưởng đến cơ chế sinh sản của họ sau này. Thưa quý vị, một cô bé mới vừa lên lớp 5 đã phải nhận một nỗi đau khó có thể miêu tả được bằng lời. Một vụ va chạm với xe tải đã khiến cô bé mất đi một chân và có nguy cơ sẽ mất đi khả năng làm mẹ sau này bởi những tổn thương phức tạp ở vùng dưới cơ thể. Trường hợp đau lòng này đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Ngày 29 tháng 7, cô bé 11 tuổi bị tai nạn giao thông tại khu vực Đức Hòa, Long An. Theo lời kể của gia đình, em cùng mẹ và bác đi xe gắn máy, sau đó va chạm với xe tải đi ngược chiều. Mẹ và người bác bị xây xước, còn cô bé bị mất một chân. Lúc đó là con lấy thuốc về là 11, 12 giờ trưa rồi con. Thì con buồn ngủ rồi con ngủ, tự nhiên con nghe cái rằng con sức, con đau lắm con. Mẹ với bác ngồi chung, còn con thì giang ở dưới. Với bác nhiễm trùng, cẳng chân rất là nặng. Nên là sau khi hội chẩn toàn bệnh viện thì kết luận rằng là không thể giữ được, nấu được cái chân của bé, cho nên là đành phải đoạn kia. Ngoài cái tổn thương ở phần đùi thì bé bị còn tổn thương ở khung chậu và tầng sinh môn. Thì điều này cũng có thể ảnh hưởng sau này đến những cái về vấn đề sinh sản của bé. Thời điểm nhập viện, bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bình dân, Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp phẫu thuật hàng loạt tổn thương cho bệnh nhân này. Nội tạng của cô bé may mắn không ảnh hưởng. Các bác sĩ đã cắt lọc mô, cắt 1/3 chi trái, khâu tầng sinh môn, màng trinh, xử lý vết thương vùng hông chậu. Đến nay, các vết thương đang dần hồi phục. Bệnh viện cũng đã cử người thường xuyên nói chuyện, phần nào giúp bé qua cơn sốc tâm lý nghiêm trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, trẻ em dù ở lứa tuổi nào thì cũng đều rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình, trong khi đôi lúc người lớn lại không hề chú ý tới những cảm nhận đó của con trẻ. Tại Trung Quốc, một người mẹ phát hiện ra con mình mất tích và đã báo cảnh sát. May mắn thay, sau 12 tiếng, bà mẹ này đã tìm được con và cô bé được an toàn trở về nhà. Tuy nhiên, lý do mà bé gái bỏ đi khiến cả người mẹ và những người lớn đều phải cần nhìn lại mình. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, cảnh sát Vũ Hán, Trung Quốc đã tìm được một bé gái 6 tuổi đang đi lang thang trên đường mà không có người lớn bên cạnh. Sau khi được cảnh sát gặng hỏi, em cho biết sáng hôm đó nhìn thấy mẹ chăm sóc ân cần cho em trai 10 tháng tuổi, dù chủ động nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ của bé đã phớt lờ con gái và điều này khiến cô bé bị tổn thương. Nhân lúc mẹ không để ý, bé gái đã đi ra khỏi nhà và một mình đi bộ ra ngoài. Sau khi đi được một tiếng, cô bé bị lạc đường và đứng khóc một mình. Khi cảnh sát đến, cô bé liên tục nói rằng mẹ cháu thương em trai, mẹ không thích cháu, cháu là đứa con vô dụng. Đến tối cùng ngày, cảnh sát đã liên hệ được với bố mẹ của cô bé, lúc này cũng đang tìm kiếm con ở khắp nơi. Bố mẹ nào khi có hai con trở lên cũng nghĩ rằng mình không đối xử thiên vị với con nào. Tuy nhiên trên thực tế thì người lớn thường yêu cầu trẻ lớn luôn phải yêu em, nhường nhịn em mà đôi khi không để ý đến tâm trạng thái độ của trẻ. Hơn nữa, bố mẹ luôn nói yêu hai anh em chị em như nhau, nhưng những biểu hiện hàng ngày thì lại thường cưng nựng chăm sóc em bé kỹ hơn, khiến cho trẻ lớn có cảm giác là bị da dìa và không còn được yêu thương như trước nữa. Vâng, và đó cũng là câu chuyện mà gần như là ở những gia đình nào có từ hai con trở lên thì cũng hay gặp phải. Do đó lời khuyên là chúng ta hãy thể hiện tình yêu với con mình bằng những hành động cụ thể, đừng chỉ nói, bởi vì trẻ cảm nhận rất tốt bằng trực giác. Với bé, nếu mà mẹ yêu con có nghĩa là mẹ phải ôm con, trò chuyện với con, mua cho con nhiều đồ chơi hay là nói chuyện, đối xử với mẹ với con được giống như là em. Và ngoài ra thì cũng cần phải chuẩn bị tâm lý cho anh chị trước khi em chào đời và hãy giao cho con lớn nhiệm vụ như là chia đồ ăn cho em và quyền khuyên bảo hay là sai em, giúp việc để mà trẻ thấy rằng là có em thì chúng ta có thêm quyền lợi, có trách nhiệm chứ không phải là bị san sẻ hay là bị cướp mất tình cảm của bố mẹ. Ngày nay các doanh nghiệp có rất nhiều cách để truyền cảm hứng, nâng cao tinh thần làm việc và hiệu quả lao động của nhân viên. Tuy nhiên, với cách thức sau đây của một nhà hàng tại Trung Quốc thì có lẽ cảm hứng làm việc của các nhân viên khó có thể được nâng lên. Bởi người quản lý của công ty này đã bắt hàng chục nhân viên của họ phải bò xung quanh một bồn hoa lớn dọc trên một quảng trường. Mới đây, một đoạn video được ghi lại ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang được đăng tải trên mạng xã hội đã gây sự chú ý lớn của cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Trong đoạn video, hàng chục nhân viên đang quỳ gối và bò quanh một bồn hoa. Một số nhân viên nữ còn vừa bò vừa khóc. Những người qua đường chứng kiến sự việc đã cố ngăn nhóm nhân viên này lại, thậm chí họ còn tranh cãi với người quản lý nhà hàng. Tuy nhiên, một người quản lý họ Ly nói rằng nhà hàng làm như vậy để truyền cảm hứng cho nhân viên và đó là một phần của kế hoạch đào tạo của công ty. Đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên Trung Quốc bị ngược đãi, thậm chí hành hạ vì không hoàn thành chỉ tiêu. Cách làm này gây phẫn nộ trong dư luận, nhưng vẫn được nhiều ông chủ áp dụng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít thời gian nữa là bắt đầu năm học mới 2018-2019. Thế nhưng với hàng loạt các quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy ở đâu đó như Hà Nội, Cà Mau, Thanh Hóa cho đến Đắk Lắk đã khiến cho nhiều giáo viên có nguy cơ phải gấp sổ giáo án lại mãi mãi. Sau hàng chục năm cống hiến, chấp nhận đồng lương còm cõi để nuôi nghề giáo, không ít giáo viên nay đã đột ngột có nguy cơ bị đẩy ra đường. Đây không còn là một câu chuyện cá biệt ở một vài người mà xảy ra với quy mô cả hàng ngàn người tại khắp các địa phương trên cả nước. Thậm chí ở một chừng mực nào đó thì cũng không phải là câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà còn gặp ở đâu đó rất nhiều các ngành nghề khác nhau. Tại sao lại có tình trạng này? Ai là người phải chịu trách nhiệm? Đó sẽ là nội dung trong chuyện tối nay với vị khách mời là ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và như chúng tôi đã vừa chia sẻ, vấn đề mà rất là nhiều vị khách mời đúng không ạ, đã sẽ trong cái cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với phần clip ngắn ngay sau đây. Mới đây nhất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, hàng trăm giáo viên kéo tới Ủy ban nhân dân huyện để khiếu nại về việc chấm dứt hợp đồng từ ngày 1 tháng 9 của huyện này, chuyển quyền về cho hiệu trưởng các trường tự chủ quyết định. Trước đó, hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau cũng hoảng hốt mất ăn mất ngủ vì thông tin có thể bị cắt hợp đồng.
Mặc dù ngành giáo dục Cà Mau vẫn còn thiếu trên 1.900 biên chế, nhưng tỉnh vẫn cắt hợp đồng với hơn 1.400 giáo viên vì những thầy cô giáo này do các trường tự nhận vào làm việc. Hay câu chuyện ở Đắk Lắk, ở Phú Yên, Thanh Hóa, Nghệ An và nhiều địa phương khác đang đẩy hàng nghìn giáo viên trước nguy cơ thất nghiệp và khủng hoảng niềm tin vào chính nghề được coi là cao quý này. Thưa ông Nguyễn Tiến Diễn, có thể là ông với cái phóng sự vừa xem xong thì ông cũng đã có thể có những cái quan điểm của riêng mình cộng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thì ông có thể chia sẻ là tại sao mà cái thời gian gần đây chúng ta liên tục chứng kiến những cái câu chuyện mà có thể là hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cán bộ, giảng viên, những người mà rất là nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục thì cùng đồng loạt đột ngột họ phải nghỉ việc. Tại sao lại có những cái sự việc như vậy xảy ra? Cái này thì nó xảy ra cũng ở nhiều tỉnh thành và cũng đã xảy ra được nhiều năm nay. Nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân, kể cả khách quan và chủ quan. Nhưng cái nguyên nhân chính ấy là do theo quy định pháp luật ấy, để nâng cao cái chất lượng của đội ngũ giáo viên ở các cấp thì yêu cầu là trong quá trình tuyển dụng giáo viên thì đòi hỏi phải là thứ nhất là thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách mà có cái điều kiện, mà cơ bản đó vẫn là thi tuyển. Tuy nhiên ấy là rất nhiều tỉnh thành trong cái thời gian vừa qua, cái thời gian dài là không tổ chức thi tuyển, không tổ chức tuyển dụng và tổ chức thi tuyển, mà do cái nhu cầu thì có thể huyện hoặc là các trường là đứng ra là ký hợp đồng tự tuyển, tức là tự tuyển là không, họ thì có quyền được tự tuyển rồi, tức là cấp huyện thì được tuyển, nhưng mà đáng lý phải thông qua cái hình thức thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách theo cái yêu cầu của luật viên chức cũng như là nghị định 29 của chính phủ và thông tư 15 của Bộ Nội vụ đã hướng dẫn. Thì tuy nhiên là họ không tổ chức thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách mà tức là chỉ tiến hành hợp đồng. Dạ. Vì do cái nhu cầu thực tế, tức là có cái nhu cầu của giáo viên ở họ cấp, ở các cái cơ sở thì họ thiếu. Họ là tự hợp đồng. Dạ. Mà trong cái hợp đồng thì cũng chưa nói rõ là hợp đồng như thế nào cả. Và nhiều khi lại là hợp đồng không thể hạn hoặc là không nói rõ, đây là tạm tuyển để mà chờ cái tổ chức thi tuyển hoặc là tuyển dụng mới. Thì như vậy là sẽ phải thay được thực hiện theo cái hình thức mà quy định của pháp luật. Vậy thì những cái đơn vị cơ quan như này họ có trách nhiệm gì trong cái việc mà họ đưa ra những quyết định như vậy? Thì rõ ràng là phải trách nhiệm rồi. Vì đây lỗi không phải là của giáo viên mà lỗi của các cơ quan nhà nước ở các cấp, tức là được phạm vi quyền hạn, được giao nhiệm vụ. Thì đáng lý tức là có thể trong cái thời gian ngắn do chưa tổ chức được thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách thì họ có thể là tạm thời hợp đồng, nhưng phải nói rõ đây là tạm tuyển và sau đó phải tiến hành tổ chức thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo cái chất lượng của đội ngũ giáo viên. Nhưng mà để thời gian kéo dài, và như tôi nói trên, nhiều khi cái hợp đồng giữa các cơ quan nhà nước với lại đội ngũ giáo viên ấy nó không rõ, có khi lại là xác định không thời hạn hoặc là không nói rõ đây là tạm tuyển. Ở đây vấn đề đây là chúng ta thấy là các cơ quan thì sai thì cũng đã sai rồi, đúng không ạ? Họ thi tuyển hay là họ nhận người vào thì cũng đã nhận rồi, công việc thì cũng đã sắp xếp cho họ trong một cái thời gian rất là dài rồi. Và bản thân những cái người giáo viên, những người giảng viên khi mà họ tham gia thì họ chịu cái sự thiệt thòi và cứ thế là rơi vào cái cảnh chờ đợi hết năm này đến năm khác và giảng dạy trong một cái tâm thế rằng cũng không yên tâm, không biết là tương lai thì mình sẽ đi về đâu. Và vấn đề này thì chúng ta sẽ quy kết cái trách nhiệm cho ai ở đây ạ? Thế là trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Ví dụ như là đối với lại các cái bậc mầm non, tiểu học, phổ thông trung học thì là trách nhiệm của chủ tịch ủy ban dân các huyện. Thế còn trung học phổ thông là thuộc của tỉnh. Nhưng đương nhiên là cái chung ở trên địa bàn vẫn là chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Thế dưới cái chuyên môn là cơ quan là phòng sở giáo dục đào tạo và sở nội vụ, tức là phải có trách nhiệm tham mưu cho ủy ban dân tỉnh cái chuyện đó. Thì như vậy là trong cái vấn đề này thì trách nhiệm cuối cùng vẫn là của các cấp chính quyền ở dưới. Chứ còn thì bản thân người giáo viên người ta không có lỗi. Cho nên là để trong thời gian tới rõ ràng là để đáp ứng được cái đội ngũ của giáo viên, nâng cao cái chất lượng của chúng ta, thì rõ ràng là các cái địa phương là phải thực hiện cho đúng, nhưng mà phải đáp ứng được cái yêu cầu xem xét có tình có lý để giải quyết được cái vấn đề việc làm và cái đội ngũ của những người mà đã có khi thậm chí 20 năm nay hoặc là ít nhất 3-4 năm nay đã gắn bó ngành giáo dục và tâm huyết với ngành giáo dục mà cũng là gắn bó để có cái đời sống như đó. Và cũng rất nhiều người mà đã có cái danh hiệu rất tốt, tức là giáo viên dạy giỏi có thể cấp huyện, cấp tỉnh, rồi nhà giáo tiêu biểu, thế như vậy rất quý, thì phải vận dụng các cái chính sách của nhà nước để có thể thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách.
theo như là cái quy định mà nghị định 29 cũng như là thông tư 15 của Bộ Nội vụ đã hướng dẫn. Bản thân chúng tôi thì thấy là cái trên thực tế thì những ai mà có cái thâm niên cũng như là những cái thành tích như mà ông nói thì cũng là một cái điều thuận lợi. Tuy nhiên trên thực tế thì là rất nhiều người họ đã vào rồi, xếp vị trí cho họ rồi, họ đi làm rồi, và bây giờ bỗng nhiên xử lý họ như vậy, tôi nghĩ rằng là nó cũng gây ra rất nhiều những cái sự bất cập, nhức nhối, và những cái vấn đề đấy nó cũng là câu chuyện tôi nghĩ rằng là chưa có hồi kết cho đến thời điểm này. Bởi tôi nói rằng chính sách của nhà nước thì đã rất rõ, thế do cái quá trình thực hiện chính sách của nhà nước nó chưa phù hợp. Cho nên là trong cái để giải quyết vấn đề này thì phải giải quyết một cách có tình và có lý. Một mặt tức là vẫn thực hiện theo cái quy định của nhà nước, hoặc là phải tổ chức tuyển dụng mà có thể qua hai hình thức là thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách. Thì trong những trường hợp như tôi nói là những cái người mà người ta đã là gắn bó lâu năm với lại ngành giáo dục và tâm huyết với nó, rồi thậm chí là đạt được nhiều các cái danh hiệu như là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh hoặc là nhà giáo tiêu biểu, thì cứ phải xem xét mà không nhất thiết cứ phải thi tuyển mà có thể xét tuyển đặc cách. Như vậy là đáp ứng, vẫn là đáp ứng được theo yêu cầu và theo quy định pháp luật, nhưng mà phù hợp với cái điều kiện thực tế mà có tình có lý trong cái vấn đề này để giải quyết cái chính sách cho đội ngũ giáo viên hiện nay. Vâng, trên thực tế thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc đáp ứng cũng là rất khó, tại vì không phải lúc nào những cái đợt thi tuyển cũng có những trường, có những đơn vị đến tận 5-7 năm, và cái thời gian đó đã là quá lâu đối với cái quá trình cống hiến của một cán bộ, đúng không ạ? Đấy là lỗi của cơ quan nhà nước. Dạ. Còn đấy tức là vì anh có nhu cầu thì theo quy định pháp luật anh phải tổ chức thi tuyển. Dạ. Hoặc là tuyển dụng. Tuyển dụng nó có hai hình thức, có thể thi tuyển hoặc là xét tuyển đặc cách, nhưng mà đa số là tuyển dụng là thi tuyển. Dạ. Thế thì rõ ràng là anh có nhu cầu anh phải tổ chức, nhưng mà anh lại không tổ chức và chỉ có hợp đồng, thì đấy là lỗi trách nhiệm, bởi vì chúng ta phải thực hiện cho đúng. Vâng, và cái quan trọng là sau đó thì các cái cơ quan đó không đảm bảo được, họ có nhu cầu họ tuyển dụng và họ không đáp ứng được cái nhu cầu lâu dài cho cán bộ đó, đúng không ạ? Và có một ý kiến cho rằng là nghề nhà giáo dù cao quý thì cũng giống như biết bao những cái nghề nghiệp khác, phải tuân theo những cái quy luật về cung về cầu. Khi mà cái cung về giáo viên quá nhiều trong cái nhu cầu của xã hội thì lại có những cái giới hạn, như là việc bị sa thải này, mất việc này xảy ra thường xuyên. Vậy thì các giáo viên nếu thực sự đủ năng lực thì theo ông đây họ có lo cái tình trạng bị chấm dứt hợp đồng hay là không? Thì đúng vậy thôi, tức là cũng là một nghề thì cũng đảm bảo, tức là anh mà có năng lực thì rõ ràng là được tuyển dụng và được sử dụng. Còn nếu anh không có năng lực thì phải đào thải. Như hiện nay chúng ta bất cứ ngành nào thì đang tiến hành tổ chức tinh giản, tức là sắp xếp lại bộ máy, để tinh giản cái bộ máy và cũng như tinh giản cái đội ngũ. Thì những cái lực lượng nào, công chức nào, viên chức nào mà không đáp ứng được yêu cầu thì phải loại thải. Trong đó cái đội ngũ giáo viên cũng như vậy thôi. Cho nên nó bắt buộc là mỗi con người, dù công chức hay viên chức, phải vươn lên để đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Vâng, và theo ông thì chúng ta có cách nào để trong cái thời gian tới khâu tuyển dụng của chúng ta được tốt hơn? Tôi rằng là vẫn thực hiện đúng cái quy định pháp luật hiện nay. Tức là hàng năm thì phải tổ chức tuyển dụng, và trong đó tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển, vì chúng ta năm nào cũng đều có cái nhu cầu cả. Dạ. Thì coi đây làm việc hết sức thường xuyên, tức là bình thường xét theo năm, đúng không, để đảm bảo theo đúng cái nhu cầu các bác, ít nhất không phải 2 năm. Còn bình thường tức là anh phải tổ chức thi tuyển, và thi tuyển thì chỉ thành lập cái hội đồng có quy trình đã được đề ra ở trong nghị định 29 và cũng như thông tư 15 của Bộ Nội vụ rất rõ rồi. Dạ, thì vâng, chúng ta vấn đề là không thi thôi, chứ còn nếu mà thi được thì chúng ta là coi chuyện bình thường và vẫn đáp ứng được cái nhu cầu. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Dĩnh ngày hôm nay, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong những thời gian tới thì những cái việc mà giảm tải được cái hiện tượng này thì sẽ không còn nữa. Cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, mấy năm qua những câu chuyện buồn của nghề giáo chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên. Trước thềm năm học mới để xảy ra những việc cắt hợp đồng lao động với hàng trăm, thậm chí có tỉnh là hàng nghìn giáo viên sẽ gây ra tâm lý hoang mang cho nhiều người. Vì thế ổn định tâm lý chung của người dạy học và có những chính sách rõ ràng cho nghề này là điều rất cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Chào buổi tối của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.